Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa phải ra quyết định thu hồi 71 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Húc theo dự án hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mekong mở rộng do các sổ này đã được Ủy ban Nhân dân huyện này cấp không đúng quy định. Trước đó vào năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa đã cấp 71 sổ đỏ nói trên cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Húc để trồng 83,4 hecta rừng, gồm rừng phục hồi và rừng sản xuất tại xã này. Tuy nhiên, hiện qua rà soát về các thủ tục, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phát hiện 71 sổ đỏ nói trên do Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa cấp sai quy định nên đã buộc Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa thu hồi. Và đây không phải là những trường hợp cá biệt xảy ra trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Mới đây, truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có nhiều phản ánh. Từ khoảng năm 2013 đến nay, trên địa bàn huyện này có rất nhiều trường hợp được cấp đất không đúng quy định. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại thị trấn Khe Xanh với hàng nghìn hecta rừng và đất rừng của nhà nước bị xâm hại, lấn chiếm trái phép. Sau đó được Ủy ban Nhân dân huyện này hợp thức hóa, cấp sổ đỏ cho các cá nhân trong và ngoài địa phương. Trước sự việc này, hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế và Môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc thu thập hồ sơ để làm rõ. Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Quảng Trị, ông Lê Quang Tùng cũng đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xem xét điều tra để làm rõ các vấn đề mà báo chí phản ánh với quan điểm sai đến đâu, xử lý đến đó. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, các loại thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử hiện chưa được phép nhập khẩu lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên lại được giao bán tràn lan trên mạng khiến thanh thiếu niên dễ dàng tiệm cận mua để sử dụng. Thực tế là thời gian qua nhiều vụ ngộ độc đã xảy ra do sử dụng những loại thuốc lá này, đa số là các loại có chứa cả chất ma túy tổng hợp bên trong gây nguy hại đến sức khỏe cho thanh thiếu niên. Được một người bạn giới thiệu, nữ sinh này đã nhanh chóng tiếp cận và sử dụng loại thuốc lá điện tử. Sau một vài lần hút thử thì bị ngộ độc, nữ sinh được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng co giật, mất ý thức. Lúc đầu cháu hít phải thì cháu cũng biết đấy là cũng là thuốc lá điện tử dạng nặng, với cả cái tinh dầu ở bên trong đấy thì nó không phải là thuốc lá điện tử nữa mà nó là cần sa tổng hợp. Trong thuốc lá điện tử nó có rất nhiều các thành phần phức tạp. Một trong những thành phần đấy là các loại ma túy tổng hợp mà đều là các cái chất thực cực độc với hệ thần kinh, tâm thần và tim mạch. Báo cáo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết tất cả các loại thuốc lá hiện nay đều gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Riêng đối với thuốc lá thế hệ mới đang tiềm ẩn nhiều chất độc dễ gây nghiện cho người sử dụng. Chúng tôi cũng đã kiên quyết và có văn bản báo cáo với Thủ tướng Chính phủ đề nghị là không đưa cái thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử vào thí điểm ở Việt Nam, cũng như là có các biện pháp để cấm từ việc mà sửa đổi luật cho đến các văn bản pháp quy khác. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho rằng cần áp dụng các biện pháp cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ cho các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới này. Chúng tôi mong Quốc hội Việt Nam sớm có quy định cấm hoàn toàn các loại thuốc lá mới này, kèm theo các giải pháp thể chế hóa quy định đó trong luật phòng chống tác hại thuốc lá sửa đổi trong thời gian tới. Một lần nữa, tôi xin được nhấn mạnh thông điệp chính, những hình thức thuốc lá mới không an toàn, không phải là không có nguy cơ và không nên cấm hoàn toàn. Thuốc lá hiện nay như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có loại là chưa được điều chỉnh trong luật phòng chống tác hại thuốc lá, bởi vì không được sản xuất bằng nguyên liệu thuốc lá. Và thứ hai nữa, nhưng mà lại có dạng như dạng thuốc lá. Do vậy là có thể có những cái loại thuốc lá mới đã có điều chỉnh nhưng chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn để xử lý. Chúng tôi thấy là cần phải có những cái quy định pháp luật nó rõ ràng hơn, nó đồng bộ hơn, nó cụ thể hơn để phù hợp với cái việc phòng chống tác hại thuốc lá và có thể có những loại chúng ta phải tiến hành cấm. Theo các chuyên gia, trong khi chờ đợi khung pháp lý hoàn chỉnh, cần có những biện pháp tức thời để kiểm soát ngay tình trạng giới trẻ tiếp xúc với thuốc lá mới như kiểm tra độ tuổi, quy định chặt chẽ kênh bán lẻ, xử lý nghiêm minh các vi phạm đối với vấn đề nhập lậu, lưu thông sản phẩm trái phép. Càng vào dịp cuối năm, lượng người và phương tiện tham gia giao thông càng tăng cao. Bên cạnh đó, Hà Nội đang đẩy mạnh thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm, một số điểm phải rào chắn đường, hè phố để thi công, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Trước tình hình trên, cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia phân luồng, hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông.
17 giờ 30 phút, nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Anh có biết đây là mình vi phạm không? Có. Biết vi phạm tại sao vi phạm? Bởi vì em vội quá. Bây giờ ai đi đường mà giờ cao điểm cũng vội như anh thì có phải là đường sẽ tắc đường tắc không? Thực ra thì cũng tùy từng trường hợp thôi, bởi vì bọn em làm cái này bọn em cũng rất là cần thời gian. Bọn em biết là cái lắm lúc là bọn em cũng sai thật, nhưng mà bọn em cần thời gian. Mặc cho lực lượng chức năng ra các hiệu lệnh phân làn phân luồng, các phương tiện vẫn vô tư đi theo kiểu, đi tới đâu hay tới đó. Thậm chí nhiều phương tiện đi tắt từ hướng Trần Phú, Hà Đông đi Khuất Duy Tiến, ngã tư Sở, khiến giao thông tại nút giao này trở nên hỗn loạn. Chỉ trong vòng vài phút đã có hàng trăm phương tiện vi phạm với nhiều lý do đưa ra. Em có biết mình đang vi phạm không? Em không biết ạ. Hả? Em không biết ạ. Không biết mình vi phạm không? Tại vì em thấy mọi người hay đi kiểu như này. Trước giờ cao điểm hay là cô đi đón cháu bị muộn. Thế nhưng mà từ trước giờ không phải là cô bảo thủ mà. Từ trước giờ là cái con đường kia cả đang làm ấy. Thì cô thấy mọi người đi thì là cô đi. Còn nếu đúng như từ trước giờ là cô đi ở đằng sau nhà và cô đi đằng này cơ. Cô vòng đằng này cơ. Để hạn chế tình trạng ùn tắc tại những nút trọng điểm, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và phòng chống ùn tắc từ trước, trong và sau Tết Giáp Thìn năm 2024, đảm bảo cho tất cả các tuyến đường thông suốt. Đồng thời tiếp nhận thông tin, hình ảnh, video phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo phòng cảnh sát giao thông Hà Nội được người dân cung cấp. Có mong muốn đến mọi người dân là khi tham gia giao thông thì hãy chấp hành theo biển báo hiệu chỉ dẫn và hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, cũng như là chấp hành quy tắc giao thông, luật giao thông đường bộ để đảm bảo cho trật tự an toàn thông được thông suốt và an toàn. Bên cạnh công tác phân luồng thì chúng tôi vẫn phải xử lý để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, làm nguy cơ dẫn đến ùn tắc cũng như tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô. Tắc đường, bị chôn chân hàng giờ đồng hồ dưới mưa. Nguyên nhân không chỉ do trời mưa mà là từ việc thiếu ý thức trong văn hóa giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông. Trật tự và sự an toàn khi tham gia giao thông chỉ có thể có được khi các cá nhân có ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông. Nói đi cũng phải nói lại, cơ quan chức năng, cụ thể là Sở Giao thông Vận tải nên sớm khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông, những điểm đen về ùn tắc, tai nạn giao thông, những tổ chức giao thông chưa hợp lý. Theo báo cáo của Chính phủ vừa gửi tới Quốc hội về tình hình hoạt động đầu tư quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2022, Việt Nam thu về 1,9 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ các dự án đầu tư nước ngoài, trong đó Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với số lợi nhuận chuyển về nước đạt hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 58% tổng lợi nhuận về nước. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư ra nước ngoài, báo cáo của Chính phủ nhận định dự án thăm dò khai thác dầu khí 4 lô tại Yenhetsky, Nga của Petro Việt Nam là một trong số ít các dự án được đánh giá mang lại hiệu quả cao, doanh thu tốt, vốn thu hồi lớn hơn số tiền đầu tư. Được biết, liên doanh Rus Việt Petro giữa Petro Việt Nam và Zarubenev đang thực hiện các hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển khai thác tại 13 mỏ dầu thuộc 4 lô tại khu tự trị Yenhetsky, có trữ lượng địa chất và trữ lượng thu hồi dầu lần lượt là khoảng 244 triệu tấn và 96 triệu tấn. Kể từ khi thành lập vào năm 2008, hoạt động của Rus Việt Petro đã đạt nhiều kết quả tích cực, được đánh giá là một trong những liên doanh có hiệu quả nhất của Petro Việt Nam ở nước ngoài hiện nay. Thưa quý vị, 20 giờ tối nay, lễ khai mạc Festival Quốc tế Lúa Gạo Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang sẽ chính thức diễn ra. Trước giờ khai mạc, chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với phóng viên Việt Phong đang có mặt tại sự kiện để truyền tải đến quý vị và các bạn không khí của Festival Quốc tế đầu tiên về ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Vâng, xin chào phóng viên Việt Phong ạ. Có điều gì đặc biệt ở Festival Quốc tế Lúa Gạo Việt Nam năm nay anh muốn chia sẻ với chúng tôi ạ? Xin chào biên tập viên Thu Hằng tại Phim Trường Hà Nội. Kính thưa quý vị và các bạn, sự kiện quốc tế Festival Lúa Gạo năm 2023, sự kiện lần đầu tiên lớn nhất được tổ chức tại nước ta, và tôi đang hòa trong không khí đặc biệt của sự kiện này cùng với sự nô nức của bà con nông dân của Hậu Giang nói riêng và của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, và đang diễn ra tại quảng trường Hòa Bình của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đây là một sự kiện với sự kỳ vọng của bao doanh nghiệp, của bà con nông dân của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khi mà ở thời điểm hiện tại, đất nước ta đang ở một cái vị thế rất lớn trên trường quốc tế trong việc xuất khẩu lúa gạo sang các nước lớn trên thế giới. Và bên cạnh của tôi là một nông dân
tiêu biểu của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, ông Trần Văn Triệu hay còn gọi là chú 8 Triệu. Dạ thưa ông, với một cái sự kiện quốc tế lần đầu tiên và lớn nhất được tổ chức tại quê hương của mình, thì ông có cái hy vọng và cái kỳ vọng như thế nào, cũng như là sự kiện này nó sẽ mang lại lợi ích cho bà con nông dân của miền Tây của mình ra sao ạ? Tôi rất vui mừng và phấn khởi là người trồng lúa để phục vụ cho sự kiện, để trồng 10.000 chậu lúa để phục vụ sự kiện, mà vui mừng hơn nữa là đem được cái hạt gạo của hạt lúa của miền Tây để ra đến bạn bè quốc tế. Và những cái kỳ vọng của tôi về cái lúa thì tôi muốn cho hạt lúa Việt Nam sẽ bay cao bay xa trên thị trường quốc tế, để cho giá lúa được nâng cao hơn, để cho người nông dân lao động được có nhiều thu nhập hơn, đỡ khó khăn hơn, và mỗi gia đình đều có sự ấm no và hạnh phúc. Xin cảm ơn chú Tám Triệu, một nông dân tiêu biểu của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Và tất cả chúng ta đều mong rằng đó là một cái niềm tin lớn, bởi vì đồng bằng sông Cửu Long đã làm được điều này. Thưa quý vị và các bạn, Festival Quốc tế Lúa Gạo năm 2023 sẽ được diễn ra với chuỗi 14 các hoạt động liên quan. Đặc biệt là sẽ có 4 hội thảo quốc tế mang tầm quốc tế được tổ chức bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Và thông qua sự kiện Festival Quốc tế Lúa Gạo năm 2023 thì bà con nông dân của khu vực đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng là sẽ phát huy tối đa mọi tiềm năng và thế mạnh của địa phương về đất đai màu mỡ để phát triển nông nghiệp, phát triển cây lúa. Và toàn bộ hoạt động của sự kiện sẽ được phóng viên của truyền hình Quốc hội khu vực phía Nam ghi nhận và truyền tải lên các bản tin. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tôi là Việt Phong, đang tường thuật trực tiếp tại sự kiện Festival Quốc tế Lúa Gạo Việt Nam ở Vị Thanh, Hậu Giang.